Hello tất cả các anh em đã quay trở lại với buổi stream của tôi ngày hôm nay. Thì như các bạn đã đọc cái tiêu đề và các bạn cũng đọc một số bài đăng trên Facebook của tôi, các bạn cũng biết là hôm nay là update mới ở Genshin Impact thưa các bạn. Ok, cái đèn hoạt động trở lại chưa? Cái đèn hoạt động trở lại chưa? Làm ơn đường hỏng con mẹ. Dù má lò quá mấy anh dài ơi. Còn sao không phải lò vậy dài ơi. Muốn cố em mới đi bên cạnh anh dài rồi. Nick đầu tiên của buổi gắt trang ngày hôm nay, nick của Phan Hoàng. 5 quả nữa là tôi ra vàng và tôi đang có 35 quả ở đây và tôi không có bảo hiểm 50-50, các bạn hiểu ý đúng không? Xong rồi là ra chấn chứ hả? Hay là xong rồi là tiếp luôn? Xong rồi thì để danh, lấy thảo thần. Đèo là tiếp. Bạn tinh thần như thế là nó không ra đâu. Bạn ra tiệm thuốc ấy, ở đi về. Cậu nào vào đây, được, cho cậu này vào. Cầm Kazuha vào may mắn à? Kazuha thành mon cái từ từ tiệm thuốc là chi và thằng lợn đéo quên tí lửa thằng lợn này anh em ơi. Ra thuyền bê đồ ấy. Còn nào đây, cho vào hết đây à? Không, chi cút lên đây mấy anh em ơi, lên đây mấy anh em ơi. Thuyền này thì là thuyền của bê đâu mà bê đâu thì là hệ lôi, mà hệ lôi thì có cơ trinh. Bắt đầu nhá mọi người nhá. Bật nhạc hết đó. Mười luôn. Vàng luôn. Shit. Ôi giật mình, đứt cả mình. Ôi. Kazuha có cái tường sau cơ. Bình tĩnh. Đấy, mày ra cái bộ thuốc con chó. Rung chi chiêu để đá mày ấy. Tôi rồi quay vào à? Tụi ấy ra quả đứa thì sao? Mày trong kia đâu mày? Tao chỉ là em bé thôi, còn tim nhỏ của tao không chịu được. Sao không phải là đi lúc cái bố mày có cớ mua một skin. Hai con Đinh Quang liền, ngon đét. Ôi, em là nhầm lộn. Lừa mày rồi. Vừa vào trang cầu nguyện gái chúa đổi hết ra chi chi mà. Cung mệnh 2. Ôi khỏe đấy, tăng sát thương tấn công thường và trọng kích ấy. Tiếp đi. Bạn cứ mồi 3 quả xanh, xong rồi bạn làm một nháy 10 kiểu gì nó cũng ra vàng. Bạn làm nháy 10 luôn đi. Tím. Thầy dâu đi làm ơn. Có vẻ là ố, tôi thấy hay rồi đúng không? Yeah, vui quá mọi người ơi, vui quá. Hello. Ok. Xem ra mấy con thôi. À đủ luôn. Cảm ơn Yun nhá. Cảm ơn. Wow, mèo. Lúm. Ông trời, đúng là có mắt mà mọi người ơi. Có mắt. Ôi, mọi người ơi. Bạn phải khô máu. Khi tao ra khỏi cái phòng chờ này, tao đề nghị tất cả những thằng trong phòng tao phải đổi lấn Kazuha ngay cho tao. Các bạn hello YouTube thì tại vì video này sẽ được đăng lên. Tôi thực sự luôn, tôi có cảm giác kiểu không, Phan Hoàng à, hôm nay mày sẽ không nạp tiền vào cái game này. Tại vì mày sẽ ra tiếp thôi chắc chắn. Từ từ cái câu đấy nghe cái sai của đéo gì nhỉ. Không sao mấy bạn ạ. Có được những gì mình mong muốn rồi đúng không? Bắt đầu đến nick tiếp theo các bạn mọi người ơi. Tiếp theo nick của bạn Hikai. Mày chạy KPI anh em, mà phải tốc độ. Và thưa tất cả các bạn, nick của bạn Hikai với yêu cầu là nổ ra Kazuha và Heizo là được. Và nếu như mà ra Kazuha sớm thì cứ thế mà quay tiếp để ra Thoma thì thôi. Ok, đây nick của bạn Hikai cho tất cả mọi người. Cho vào nốt. Được rồi, bây giờ chúng mình sẽ ra thuyền của bê đâu tiếp mọi người ạ. Hiệu thuốc. Con Chi Chi nó không ở trong đấy. Mày vào đấy là ngon rồi. Tự dưng mày chạy mẹ đi chỗ khác, nó đuổi mày là đúng rồi. Bây giờ muốn tránh Chi Chi ấy thì ra nhà hu tao, mày hiểu không? Bắt đầu nhá. 90 quả cơ mà. Holding my bag. Thấy sâu. Đéo ra thấy sâu. Ôi vẫn tím. Tím thì chi về. Thôi mà. There will be. Kazuha! Thằng Sam sẽ đấm tao! Kazuha! Kazuha là anh đấm ấy. Ôi! Phong cầm kiếm đơn này! Kazuha! Kazuha rồi! Kazuha bó sát mày ơi! Kazuha này! Ai là thân vào Huy Cải ơi! Kazuha này e khỏe lắm! Ý ra chúng ta có thô ma tiếp. Tao mất đi một khách hàng tiềm năng rồi mày ơi! 60 quả vẫn làm được! 60 quả làm được! 60 quả làm được! Em tin anh! Được. Back to back. Không được rồi. Đó là cái Heizo nào nhỉ? Cay nhỉ? Thằng thám tử ấy đi có việc rồi ạ. Heizo! What the fuck man? Không mà ám à?
Kazuha vú to nhỉ. Sớm này. Hai Kazuha không? Có một Kazuha rồi, một Kazuha nữa làm ơn. Một Kazuha nữa. Hoặc là Heizo. Nói chung là cũng khá là sớm đúng không? Đúng rồi mà. Heizo rồi. What the fuck? Heizo nữa mà. Sao Heizo nó trốn con mẹ ở đâu ấy nhỉ? Cáu á. Đây rồi. Thằng Heizo ở nhà nó trốn đi xăm sách à? Come on man, just want Heizo man. Heizo chơi thích cực mọi người ạ, kiểu chơi bị hay hay ấy. Chơi kiểu đấm ấy, chỉ đấm thôi. Heizo! À đây còn Nguyên Thạch mà. Quên. Tiếp mọi người. Hey dậu, đứng ra Kazuha. Hey dậu, em bật bài khác đi. Ôi. Có 50-50 cho sau, có 50-50 cho cái sau em ơi. Ngon rồi. Còn nữa luôn. Mà vẫn đéo được cái sau. Đéo hay rồi. Thôi rồi, chắc là chúng mình sẽ dừng ở đây. Nghỉ ở đây là đẹp rồi, xếp cho banner sau là đẹp rồi. À, anh Phan Hoàng rôn đó quá trời, mưa to luôn. Bây giờ chúng ta đến nick của bạn Trần Đình Thanh. Một con vợ whale rất là to rồi các bạn. 110 quả khô máu chỉ Kazuha và Kazuha thôi mọi người. Đã bảo rồi, ra nhà thuốc đi. Ra nhà thuốc đi. Cảm ơn bạn nhé, cảm ơn bạn đã đối đêm mình nhé. Ôi chưa gì hết, chơi đồ sao nó ở đây. Ôi chưa sao, đứng đây rồi, không được. Em đứng đây là làm Kazuha buồn đấy. Đấy, thấy con mèo chưa? Con mèo chôn mẹ chân đất rồi kìa. Bắt đầu đó mọi người ơi. Ủa, vàng sớm đấy. Ôi, mẹ bảo à, nhà thuốc vô địch. Tiền mà. C2 Kazuha. Ôi, con mẹ thấy kiếm này không ổn rồi nhá. Yên tâm. Tin lòng ấy. Thấy cái đại kiếm mà biết đéo đổ thôi. Ấy chứ không phải chi. Tiếp tục, kho máu vào sao được ấy. Hay dâu, ê lấy giờ tao chưa thấy một cái hay dâu nào ba cái nick rồi ấy. Hay dâu, what the fuck is this game man, what the fuck. Hay dâu, what the hell, có một con hay dâu nào từ đầu stream đến giờ. Hay dâu. Từ đầu stream mà không có một con hay dâu nào, what the fuck. Đây vàng rồi. Vàng rồi. Tầm 50 quả. Kazuha. Hezo đâu? Hezo đâu? Thằng Hezo đi xem sách rồi mày ơi. Ôi, ê, no fucking quả. Hơn 100 quả. 3 cái vàng liền. 3 vàng. C1 Kazuha này. Kazuha, yes. C1 thưa mọi người, C1. Thuốc được không? Đấy, quả nhà thuốc vô địch luôn. Nó chỉ là nhưng cái đầu thôi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đổi đi cái quả này. Kazuha khiếp không? Kazuha tiếp, vàng tiếp. Oh shit, what the fuck, man. Tao bảo quả hiệu thuốc vô địch mà. Nhưng mà tao sợ con Chi Chi nó sắp đến giờ nó về thôi. Tại sao nó sắp đến giờ nó về rồi. À không mày ạ. Kazuha phú to. Kazuha C2. C2 ơi. Đây là dấu hiệu ông trời cho thấy là việc chắc chắn bọn tôi sẽ thắng 500 rốt đấy. Vâng. Không được rồi. Thôi rồi. Ngon rồi. 111 quả ra bao nhiêu? 4 con à? 2 Kazuha, 1 Diluc, 1 Jin. Đấy. Có bảo hiểm 50-50 cho mấy con Sumeru sau luôn. Con đét rồi. Mình sẽ đến định bạn thế nào đó, bạn Đông với tài khoản là 50 Ron với PT 10, what the fuck này. Bạn này tôi nói thật với bạn là hơi khó các bạn ạ. Hơi khoai tại vì bạn này không có bảo hiểm. Nhưng mà làm được những cái chuyện khoai thì mới là anh em tôi chứ. Nhà hù tao nha mọi người nha, nhà hù tao né con Loli à. 2, 3, 4, 5. Không làm được mà anh không làm được à? À, khiêu khích anh à? Ra vàng được ấy, nhưng mà... Ra vàng được, 78, sửa máy ra vàng được. Ra vàng được, nhưng mà không có 50-50 đúng không? Ê dậu! I am the storm that is approaching. Kazuha! Đây được rồi em ơi! Kazuha Monster mọi người ơi! Ôi ơi! Á đủ luôn! Cái cung gì xét luôn rồi? Cái này ngon này! Hai con! Liệu có khi nào? Sau này thằng Phan Hoàng nó cứ phải lệch red lần đầu tiên rồi nó mới roll ra một con early à? Lại còn hay dâu! Cái dâu luôn này! Thông mà! Kazuha! Ô, tuần này ngon đấy nhở? Tiếp bổng, tiếp bổng, tiếp bổng, tiếp bổng, tiếp bổng. Ra rồi, đây là gì nhở?
Rừng ở đây là non. 50 quả ra 2 vàng mà. Mày vẫn còn thừa nha các bạn nha, vẫn còn thừa. Định chuẩn chưa? Định chuẩn rồi. Như thường là định chuẩn như này là không ra. Chấn. Thôi. Tôi nghĩ hôm nay bạn cũng... Ồ. Nick kẻ bị điên à? Rồi. Không điên. Nhầm. Tưởng Nick kẻ bị điên cơ. Quái ra chấn nữa thì... Quái ra chấn nữa thì thôi tao bỏ mẹ làm streamer. Rồi. Cũng ngô gì đâu. Tiếp khô máu như đẩn ông con trai đéo ai dừng, em mới công nhận không? Tiếp. Trong niềm hân hoan của hàng nghìn người đang xem, bạn nào bao nhiêu người đang xem nhỉ? 2.500. Tiếp. Còn mẹ rừng là non. Thôi được rồi, cảm ơn bạn Đông đã tham gia nhá. Đây chắc là cái nick gọi là để lại nhiều, khá là nhiều cảm xúc ấy. Đấy, thôi nick về tập theo. Nhưng mà nãy giờ tôi vẫn chưa được nhìn thấy một cái 2 Kazuha trong một vàng. Ố, cậu ở nhà thuốc sẵn rồi này. Ui ôi, mọi người ơi. Bạn này bảo có banner thường cho quay banner thường, chưa có vui nhà vui cười nhá mọi người nhá. Warm up. Ok. Warm up lã nhờ đi. Một chấn Kazuha và một Kazuha. Hơi chán nhưng mà thôi không sao. Hơi buồn nhưng ok không sao. Để xem chúng mình có đến được một cái early pool không. Thế thì phải 2 Kazuha trong một lần 10 rồi. Không được. Quả này Phân tim. Ôi. À không có gì, cái này vẫn bình thường thôi. Nó về ra chấn. Ê có khi 212 quả, đéo ra chấn được cơ. Tím. Ôi gói cung ấy ngon, bạn ấy chưa gói cung này. Tím. Đã được, tôi vẫn chưa thấy cái chấn của Kazuha thêm một, sau một lần nào từ nãy giờ. Đến tầm này vẫn chưa thấy màu vàng hiện ra, hơi buồn rồi. Nhựa! Ngon! Chúng ta đến nick các bạn. Tiếp theo, 60 quả khô máu thôi các bạn. Chán nhỉ, hôm nay kiểu không có một cái tình huống nào 2 lần Kazuha trong một lần quay ấy. 8, 9, 10, 11. Lại như các bạn vừa rồi, 60 quả. Rồi, bắt đầu quay nhá. Server Mỹ không có bạn nào vào cùng rồi. Bắt đầu thôi. Quả đầu tiên, 2 Kazuha. Ôi trời. Không phải thêm phát 10. Ô hôm nay lần này phải sau hay dâu lại ra nhiều nhưng mà bắt đầu thấy vắng vắng Kazuha, vậy bạn hiểu ý tôi không? nào nhựa như nào, bạn đã bảo quay tiếp bạn này. Vàng Kazuha tiếp mọi người, phải ra vàng, phải ra Kazuha tiếp. Come on man, early pool please, sớm. Ôi, Long ơi! Đây rồi. Uff! Ngon luôn. Ngon thế nhở? Tiếp một... Guys. Tiếp theo đến nick bạn Quân thôi tất cả các bạn. 111 quả. À đù. Sau khi dồn ra Kazuha thì số cổ còn lại all in văn đấu vũ khí. All in Kazuha và vũ khí thôi mọi người. Có bảo hiểm không? Có bảo hiểm thế còn này ra chắc rồi, nhưng vũ khí thì không chắc. Tiêu điểm của chúng mình sẽ là quay vũ khí của Kazuha luôn mọi người. Bạn xem cutscene có đoạn Kazuha chém nhau ở đây để ở bờ này này. Cutscene có đoạn Kazuha trốn trong bụi cỏ quanh đây này. Tôi nhớ là thế bạn ạ. Đây, có vẻ là chỗ này này. Bắt đầu quay nhá. Kazuha đầu tiên. Vàng, không vàng. Vãi tu. Vãi tu. Sao giờ này mẹ tiền đình yếu, sao mẹ dễ giật mình ra vàng nhỉ? Không, cũng như là phải 2 lần 10 nữa mới ra vàng. Nào. Đây rồi. Oh, 2 Kazuha, liệu chúng ta được nhìn thấy 2 Kazuha không mọi người? Nhưng mà thực ra cái tầm này... Trong ngày hôm nay có nhìn thấy được 2 con Kazuha trong một lần 10 roll không? Tôi không tin là trong ngày hôm nay không có 2 con Kazuha. Chúng ta có 2 con Đinh Quang nhé. Hơi buồn. Rồi, bắt đầu chúng ta đến với banner vũ khí đi mọi người ơi. Bắt đầu với quả lẻ đầu tiên cho nó vui đi. Shinobu. Ok, hôm nay anh em không được thấy 2 Kazuha trong một lần 10 thì liệu anh em có được thấy 2 chấn trong một lần 10 không? 2 vàng trong một lần 10. Ít nhất là vậy. Ui vàng rồi. Là vũ khí à? Ờ. Đừng quyển sách, làm ơn. Quyển sách cút. Không phải quyển sách bạn ơi, nhưng mà được cung của phân hàng. 2 lần vàng trong 1 10. Woo!
cùng, mặc dù nó không phải là hai con Kazuha nhưng mà cũng là ngon rồi. Cũng là một cái gì đấy rất là đặc sắc từ trước đến giờ rồi. Hôm nay kết thúc buổi quay gacha tại đây. Nói chung là chúng ta đã được đi qua rất là nhiều những cung bậc cảm xúc, đã có những cái nick đã phải đi về với nước mắt, đã có những cái nick đi về những nụ cười rất là tươi, đó bao gồm cả nick tôi. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với những bạn đấy, và tôi cũng chỉ biết chúc là các bạn sẽ ra Kazuha vào những cái khoảng thời gian sớm nhất chứ không phải là cuối banner. Và tôi nghĩ nếu như các bạn không ra, các bạn sẽ cần phải tác động đến sức mạnh của đồng tiền. Đấy.